Xin kính chào quý anh chị, quý khách hàng. Hôm nay em xin giới thiệu tới quý anh chị và khách hàng dòng máy giặt nồi điện Nhật Hitachi BD gạch ngang SV110BL đang được nhiều khách hàng tại Việt Nam tin dùng và yêu thích. Đây là phần trước phần bảng điều khiển của máy giặt. Và đây là phần mở nắp hộp để cho xà phòng và cho nước xả vào để giặt. Tiếp theo là phần trên của lồng máy giặt và phần dưới của lồng máy giặt. Tiếp theo là tổng thể phía trước và bên trong của lồng máy giặt. Và đây là một số thông số kỹ thuật được ghi bên phải của phần vỏ máy giặt. Để tổng quan hơn, mời quý anh chị có thể xem qua video quay tổng thể phía trước, phần trên, bên phải, bên trái và phần thông số kỹ thuật cũng như phần dây hay nguồn dây cắm của máy giặt. Máy giặt Hitachi BD gạch ngang SV110BL là loại máy giặt lồng nghiêng, có thể giặt được 11kg và xoáy 6kg, có trọng lượng là 8kg, được sản xuất năm 2018, xuất xứ tại Nhật Bản. Máy có một số ưu điểm và tính năng nổi bật như sau. Thứ nhất là có thể giặt đương nóng. Thứ hai là có công nghệ AI trí tuệ nhân tạo. Thứ ba là rất tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Thứ tư là giặt là có quy trình giặt đảm bảo không bị xoắn, không bị nhào quần áo. Thứ năm là có chức năng diệt khuẩn. Thứ sáu là có chức năng hẹn giờ, có đồng hồ định giờ. Thứ bảy là có chức năng eco cảm biến thông minh. Máy giặt Hitachi là loại máy giặt hiện nay đang được rất nhiều khách hàng tin dùng bởi có nhiều tính năng ưu việt cũng như là có độ bền, độ mới và giá thành rất chất lượng ưu đãi. Hiện nay tại thị trường Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang có rất nhiều người đặt hàng. Để chi tiết hơn, mời quý khách hàng có thể xem một số cái thông số kỹ thuật, tính năng và các chế độ của máy giặt trên màn hình. Rất tuyệt vời khi gia đình có khoảng tầm 2 đến 10 thành viên sử dụng máy giặt Hitachi được sử dụng giặt rất chỉ là an toàn, đảm bảo quần áo luôn sạch đẹp. Máy có thể giặt nhanh, giặt chậm hoặc là giặt nhẹ, hoặc là có thể giặt chăn, giặt len, giặt giày, rất tiết kiệm nước và thời gian. Đấy. Để có nhiều thông tin chi tiết hơn, có giá thành và có những thông tin cụ thể hơn, mời quý anh chị cùng khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với shop của chúng tôi tại Hải Phòng. Cuối cùng, xin kính chúc quý khách hàng luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào quý khách hàng.